Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình Lead and Earn nhận 10 top cần xanh các bạn. Thì chương trình này góp này nó chỉ random cho 57.990 user nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần lead sẽ phần link mô tả dưới video mình, các bạn đăng ký một cái tài khoản trên sàn Binance và KIC. Chúc nghe tất cả các bạn. Sau khi các bạn đăng ký và KIC trên sàn Binance xong thì các bạn nhấp vào cái link sự kiện các bạn. Rồi, các bạn bấm start nha các bạn. Ta các bạn chấp nhận. Chấp cho tôi không qua đường máy nha các bạn. Rồi các bạn bấm next tiếp nha các bạn. Rồi các bạn chọn ID with command cái cap nha các bạn, dòng đầu tiên nha các bạn. Rồi bấm yes nha các bạn. Rồi, thì các bạn điền địa chỉ email các bạn đăng ký trên trang commandcap.com nha các bạn. Rồi các bạn tiếp nè. Sau đó thì các bạn mở cái sàn Binance của tất cả các bạn, các bạn copy UUID trên sàn Binance của tất cả các bạn nha. Để sau này tôi cần nó phân phối về sàn này nè các bạn. Rồi thì các bạn nhấp vào Namata của mình nè các bạn. Các bạn copy UUID mình nè. Rồi các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi bấm next nha các bạn. Sau đó thì đáp án câu hỏi mình có để phần link mô tả dưới video cho các bạn dựa vào các bạn trả lời các bạn. Câu số 1 là 3 triệu 3 ngàn và tỷ tổng cung. Ủa nó bán phi sale là nhiêu đâu bạn. Tiếp tục thì chạy trên nền tảng của Ethereum quá. Ethereum. Rồi tiếp tục thì Play in RAM. Rồi tiếp tục thì Selectcoin. Để mình kiểm tra lại các bạn đúng không? Tiếp tục là Selectcoin Void của B. Đây, tiếp tục thì Adapt the book. Rồi tiếp tục thì in the rồi QC các bạn. Tiếp tục thì adapt the book nữa các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn nhấp vào cái mục after wallet nha các bạn. Public URL link. Các bạn nhấp vào mục đầu tiên quá. Sorry các bạn. Nhấp vào mục thứ hai nha các bạn. Đâu rồi ta? Các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Để cho chắc ăn hơn thì mình có để cái link cho các bạn khỏi tìm kiếm nha các bạn. Các bạn nhấp vào đây một dòng đầu tiên nè các bạn. Các bạn up to wallet nha các bạn. Tóc cần xanh nè. Các bạn nhấp vào up to wallet nha các bạn. Rồi sau đó các bạn click vào link thứ hai của mình nè các bạn. Chưa các bạn chạy xíu mình các bạn bấm sell nha các bạn. Rồi các bạn copy cái link market cap của mình nè các bạn. Rồi các bạn copy link này nha các bạn. Để phải tên username mình không ạ. Rồi đúng rồi. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Mình chuẩn bị sẵn cho các bạn hết luôn rồi. Các bạn dán vào đây nè. Rồi các bạn bấm submit nha các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào tôi phải lên cái máy nha các bạn. Rồi các bạn bấm submit form. Rồi đại chỉ thank you taking the quiz là xong nha các bạn. Ok vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 10 đô tốc cần xanh đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.